Trước mắt thì mình cũng nói về cái vấn đề nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là như thế nào, qua những con số của tiến sĩ Vũ Tiến Hưng, Nguyễn Tiến Hưng. Thế ông này là cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, mà chắc các bạn biết cũng có một cái bài rất là dài mà do cái Min Việt Nam đã phát về những cái cuốn sách của ông ấy, ông nói về cái kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay thì mình cũng nói sơ sơ một chút theo cái sự hiểu biết của mình, thì là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và bọn nhất là bọn dân chủ trong nước, chúng nó cứ nói là cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa coi như là mạnh nhất châu Á mà giàu có, và Sài Gòn thì được gọi là cái hòn ngọc Viễn Đông. Thì bây giờ cũng như tất cả các bạn cũng đã, vâng chào anh Vũ và chào Đại Trung Viên, các bạn cũng đã biết là cái câu mà hòn ngọc Viễn Đông á của Sài Gòn ấy, thì là do ở cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 là do thực dân Pháp người ta kêu đấy. Chứ còn Việt Nam Cộng Hòa thì là ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì là rất sau giải phóng, hoặc là trong ở cái giữa giải phóng thì là một số anh chị em ta còn sống ở đất Sài Gòn này thì cũng biết là cái Sài Gòn này như thế nào. Ví dụ như bản thân tôi vào trong Sài Gòn lần đầu tiên năm 1984 thì là các bạn đã biết dọc cái kênh gọi Tàu Hũ hoặc là kênh Như Lộc Thị Nghè nó bẩn thỉu nhếch nhác nó như thế nào, và ngay ở cái vùng phường 25 quận Bình Thạnh sát Tân Cảng ấy, thì cái khu đó vẫn còn cái gọi là cái nói chung là quá nhếch nhác bẩn thỉu và không có một gì. Thì nói chung là cái Sài Gòn nó chỉ có đẹp ở cái đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi hoặc dọc đường Trần Hưng Đạo xuống dưới quận 5 nữa thôi. Thì là đấy là tôi nói sơ sơ, bây giờ tôi sẽ nói về những cái con số mà do ở đây là tất cả những con số thì về sự phát triển về kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1945. Những con số này tôi đưa ra là do ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, ông là cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, mà bây giờ ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng này đang dạy ở trường đại học Harvard Hoa Kỳ. Và theo cái số liệu của cái ngân hàng World Bank, tức là ngân hàng thế giới, thì những cái số liệu này tức là chống lại những cái luận điểm của cái bọn ba que và cái bọn dân chủ trong nước, chúng nó cứ nói là kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là nền kinh tế rất phát triển, nhưng mà qua những cái số liệu tôi nêu dưới đây thì các bạn cũng thấy là cái nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn dựa vào sự viện trợ của Mỹ, chứ còn riêng bản thân cái nội lực, cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thì là không có một cái gì hết. Vâng, xin chào cô Ngọc, xin chào Ngọc Nguyễn và xin chào Nguyễn Thị Thanh. Thì các bạn, theo cái số liệu của Ngân hàng Thế giới, tức là năm 1974, thì GDP của chính quyền Ngụy Sài Gòn mới đạt được 54 US trên một người. Tức là ở những cái thời điểm năm 1974 ấy, thì cái giá trị đô la thì nó còn cao, tức là ngân hàng người ta quy ra, tức là ra là bằng 150 US là năm 2010, tức là cái giá trị cái số tiền đó thì nó được quy ra như thế. Thì là cái tổng thu nhập bình quân trên đầu người ấy, của chính quyền Ngụy Sài Gòn thì ở thời điểm đó thì cũng ở châu Á cũng cao hơn một số nước, ví dụ như Ấn Độ, Bangladesh này, hoặc là Pakistan, hoặc là Sri Lanka. Đấy. Mà cái GDP này nó chỉ được bằng 1/2 so với của Trung Quốc và bằng 1/4 so với của Thái Lan. Đấy. Còn như các bạn đã biết này, ví dụ là ở đây tôi cũng ghi lại một cái số con số mà tổng thu nhập bình quân trên đầu người của các nước châu Á vào năm 1974 thì mình so sánh với lại cái thu nhập bình quân đầu người 54 US trên một người. Tức là ở đây tôi chỉ nói cái nội lực kinh tế của cái chính quyền Ngụy Sài Gòn năm 1974 nữa, chứ mình chưa tính cái mà ví dụ viện trợ của Mỹ
như thế nào. Thì ví dụ như năm 1974 thì đấy, tôi vừa nói các bạn là thu nhập đầu quân đời, bình quân đầu người của chính quyền Sài Gòn mà 54 US trên một người, mà trong khi đó ở Hàn Quốc đấy, tức là 588 US trên một người, Malaysia là khoảng 839, Indo là 215, Campuchia là 77, còn Singapore là 2359, Thái Lan là 332, Philippines là 343 US, Hồng Kông là 2164, còn Nhật là 4218. Thì đấy, theo các bạn ấy, thì tất cả những con số tôi đọc lên thì là ở Việt Nam Cộng Hòa, cái nền kinh tế, tức là nội lực của nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa đâu có hơn được một nước nào đâu, từ Thái Lan hoặc là Trung Quốc hay kể cả thua cả Campuchia. Campuchia người ta đạt được coi như 71 đô la trên một người, còn đây Việt Nam Cộng Hòa đạt được 54 đô la trên một người. Thì là cái nội lực nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thì là hầu như là nó dựa hoàn toàn vào cái sự viện trợ của Mỹ. Đấy. Nhưng mà theo như các bạn cũng đều hiểu là trước năm 1975 ấy, thì là cái nền, tức là cái nội lực, tôi muốn nói cái nội lực thôi của, vâng, chào anh Lưu Tiến Lễ, vâng, xin mời anh một lát nữa tham gia chương trình cùng em. Tức là trước năm 75 thì cái nội lực của nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa hầu như là do những cái nhà tư sản của người Hoa người ta nắm giữ 75% của cái nền kinh tế đấy rồi. Đấy, thì như các bạn đã biết là ví dụ như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia rất là sợ một cái hội gọi là cái hội Tam Hoàng ấy, của người Hoa ở cái vùng Chợ Lớn quận 5. Cho nên là qua những con số này thì các bạn đã biết là nói chung là cái nội lực của nền kinh tế thì là của Việt Nam Cộng Hòa thì hầu như không có một cái gì hết đấy. Thì bây giờ này tôi với nói với các bạn về một cái con số mà của, tức là Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời kỳ chiến tranh là như thế nào. Thì trước mắt là trong cái thời kỳ mà Mỹ đổ quân vào trong miền Nam Việt Nam ấy, thì Mỹ thì tức là đổ vào 1 tỷ US viện trợ. Đấy, tức là viện trợ cho cái vấn đề chính phủ ấy. Tức là mình chia cho 8 triệu dân. Thì hồi ấy, tức là mình chỉ tính được cái 8 triệu dân trong cái vùng mà do chính quyền ngụy Sài Gòn kiểm soát thì chia ra thì là mỗi người thì tức là cái thu nhập bình quân của một người là 125 US, thì nó gấp lên rất nhiều lần về cái nội lực của cái đấy là cái của cái chính quyền ngụy Sài Gòn. Và 1 tỷ US thì là tức là 1 tỷ US là đổ bộ, tức là Mỹ ấy, được đổ vào để mà nuôi cái bộ máy nhà nước của chính quyền ngụy Sài Gòn và quân đội Sài Gòn. Do vậy cho nên là các bạn cũng đã biết là 1 tỷ US này ấy, thì là ví dụ như những người mà làm công chức cho cái chính quyền ngụy Sài Gòn hoặc là tham gia quân đội ở chính quyền ngụy Sài Gòn thì người ta lương được rất là cao. Đấy, ví dụ là cái thời gian đó là một công thư úy chẳng hạn ở chính quyền ngụy Sài Gòn ấy, là được cấp nhà đấy ở những khu gia binh hoặc là tiền nuôi vợ con tất cả các thứ là thoải mái, mà thậm chí còn có cấp một cái xe dép để đi. Và ví dụ như là cái cỡ mà tổng trưởng của chế độ ngụy Sài Gòn, ví dụ nó gần như là cái chức bộ trưởng hiện nay của chính phủ Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay ấy, thì là cái lương của người ta có khả năng cái thời gian đó là mua được cứ khoảng 10 cây vàng đấy, cái số tiền đổ rất lớn. Thứ hai là mình nói về cái chi phí chiến tranh, cái những cái thời kỳ mà Mỹ đang ở Việt Nam ấy, thì chi phí chiến tranh thì là một năm đấy, thì là có những thời điểm mà Mỹ coi như là mà chi tới 28 tỷ US đấy. Một chi phí chiến tranh ở đây rất là lớn, thì người ta nói rằng là ví dụ riêng với những cái vỏ đạn ấy, của mà Mỹ ấy, ở những cái vỏ đạn không thôi thì là sẽ có thể lập được cỡ khoảng độ 8 nhà máy
tức là đồng, chứ ở trong cái vùng miền Nam này là không có cái mỏ đồng, nhưng mà thành lập được 8 nhà máy đồng, hoặc là những cái vỏ mà xe tăng thiết giáp hoặc là những gì bằng sắt ấy, thì là nói chung là lập được một rất nhiều cái nhà máy cán thép. Và còn một cái việc nữa, tức là có một cái chi tiết rất là vui, là một cái chủ tiệm mà giặt là cho cái quần áo cho lính Mỹ ấy, người ta chỉ cần coi như là lấy những cái tiền mà gọi là sót ở trong túi của những lính Mỹ ấy, thì trong vòng một năm người ta có khả năng là đủ tiền để xây một cái nhà 4 tầng đấy. Nó cái chi phí của Mỹ cái thời gian chiến tranh ấy, thì rất là lớn, tức là coi như là mỗi năm, mà có những năm, tức là có những năm lên tới 20 tỷ US trên một năm, thì những cái chi phí cho chiến tranh của Mỹ đổ ra ở cái cuộc chiến này rất là lớn. Và bây giờ và vấn đề thứ ba là bây giờ ví dụ là Mỹ đổ 500.000 cái binh sĩ Mỹ vào trong này, vào trong cái miền Nam này, và một số cái lính của cái nước chư, một số nước chư hầu, ví dụ Philippines, Nam Hàn, Úc Đại Lợi hoặc New Zealand nữa, thì bây giờ mình chỉ tính bình quân ra là 800 US trên một lính đấy, thì nhân dân với 500.000 thì là trong đó có tức là một năm Mỹ lại đổ tiếp 4 tỷ US vào để trả tiền lương tất cả các thứ rồi, thì 4 tỷ US thì gấp coi như gần 10 lần cái GDP của cái nội lực của cái nền kinh tế của chính quyền Nguyễn Sài Gòn. Và một điểm thứ tư nữa là cái khoản viện trợ về cái hàng hóa, tức là hàng hóa ở bên Mỹ chẳng hạn, thì ví dụ là người ta viện trợ tiền chẳng hạn, là ví dụ là chỉ định là ở bên cái chính quyền Nguyễn Sài Gòn là nhập hàng hóa tại đâu để mà viện trợ cho cái chính quyền Nguyễn Sài Gòn. Thì qua ở đây thì chúng tôi nêu ra được một con số, thì là các bạn đã thấy, tức là nền cái nội lực của nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thì là ngày xưa đâu có gì đâu đấy, thì là tức là cái các bạn nhìn thấy ví dụ cái kinh tế Sài Gòn ví dụ phát triển chẳng qua là phát triển một cách giả tạo thôi, chứ còn cái nội lực của nền kinh tế thì không có một cái gì hết, mà toàn bộ cái nền kinh tế cỡ khoảng 70-80% là do những nhà tư sản và sản Hoa Kiều nắm vững đấy. Chứ còn bây giờ ví dụ một cái đất nước mà muốn phát triển lên thì chủ yếu là phải dựa vào nội lực. Nếu mà ví dụ chính quyền Sài Gòn mà lo lắng đến cái phát triển cái nền kinh tế, thì ví dụ là mình dựa vào cái sự viện trợ của Mỹ chẳng hạn để mà phát triển cái nội lực của cái nền kinh tế của chính quyền Sài Gòn đấy, nhưng mà các ông ấy chỉ có biết coi như là tham ô hối lộ thôi, chứ đâu có để ý đến cái chuyện mà phát triển cái nội lực của nền kinh tế, chỉ có gọi là dựa vào những cái mà gọi viện trợ của Mỹ để tham ô hối lộ tất cả các thứ đấy. Khi ví dụ là khi mà ra giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30/4/1975 thì là coi như là nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa coi như cũng gần như bằng số 0, không có một gì hết, chỉ có một ví dụ là một số đường phố, một số tòa nhà ở Sài Gòn và ở Sài Gòn này và một số cái tỉnh khác thôi. Vâng, xin chào anh Kiếm Sầu ạ. Thì là bây giờ ở đây mình nêu ra những cái số liệu như này, mình nói về cái nền kinh tế của cái chính quyền Nguyễn Sài Gòn hồi trước, là để mà phản biện lại những cái lời mà bọn chúng nó nói, là coi như là kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa coi trước năm 17 năm Việt Nam Cộng Hòa giàu có lắm đấy, và hơn tất cả các nước ví dụ Nhật Bản với lại Hàn Quốc và Singapore như thế này thế khác đấy, một cái số liệu. Nhưng bây giờ ví dụ mình muốn nói là giàu hơn hoặc như thế nào, mình phải nói về cái nội lực của cái nền kinh tế. Chứ còn bây giờ ví dụ là Mỹ viện trợ hoặc những cái viện trợ, người ta viện trợ để cho phục vụ cái ý đồ của người ta thôi, hoặc là cái vấn đề cái chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam thôi. Đấy, cái số liệu tôi vừa đưa ra cho các bạn ấy. Ví dụ GDP của cái chính quyền Sài Gòn cái thời gian đó đạt có 54 US trên một người, mà trong khi đó ví dụ là Singapore ở cái thời điểm đó đã 2359 đô la trên một người rồi. Đấy. Thì ở đây mình ví dụ như là
ở miền Bắc thì mình, tôi bây giờ mình không dám nói, thì tất cả các anh chị em của mình ở đây và cùng với tôi cũng biết rằng là ở ngoài Bắc thời gian đó cái nền kinh tế của mình ở ngoài Bắc hầu như là, nói chung là tôi cũng không cập nhật được những cái số liệu ở ngoài Bắc, nhưng mà mình thấy là ở ngoài Bắc thì nền kinh tế nó hết sức lạc hậu, thì mình cũng anh em mình công nhận là ở ngoài Bắc hồi thời gian đó là tất cả là cho cái công cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cho nên là cái anh em mình ở ngoài Bắc là rất là nghèo. Mình nói chung là nghèo thì mình công nhận là nghèo, chứ không như bọn nó nổ. Đấy, ở bên kia thì bây giờ coi như là ví dụ là những cái công chức phục vụ công chức này, hoặc là quân đội, những người mà tham gia quân đội mà phục vụ cho cái chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa thì người ta được cái lương người ta rất là cao. Đấy, nhà cửa thì được cấp, hoặc là cái riêng cái đồng lương đấy thì là đã nuôi được cả một gia đình rồi. Gia đình của những người đó thì người ta sung sướng, nhưng mà bản thân ví dụ những người dân bình thường chẳng hạn thì là cuộc sống người ta ở, nhất là ở những vùng nông thôn hoặc là những người lao động nghèo ở những thành phố thì cuộc sống người ta rất khổ sở. Thế các bạn ví dụ là bản thân tôi chẳng hạn vào Sài Gòn là bắt đầu từ năm 1984 thì thấy ở Sài Gòn rất nhiều những khu ổ chuột, rất nhiều những khu ổ chuột. Ví dụ là bây giờ ví dụ còn lại những khu ổ chuột hiện nay vẫn cứ còn tồn tại rất là nhiều ở cái đất Sài Gòn này. Ví dụ như bản thân ví dụ như cái khu Mãng Lạng chẳng hạn, ở cái tam giác đường Nguyễn Trãi hoặc Nguyễn Cư Trinh ấy. Đấy, giữa trung tâm của quận 1 mà bây giờ coi như nhà nước mình cũng muốn coi như là giải tỏa cái khu đấy đi để mà chỉnh trang đô thị khu đấy, nhưng mà nói chung là để giải quyết được những cái khu ổ chuột đấy thì nói chung là nó cũng cần phải có thời gian, vì là cái chi phí thì đền bù giải tỏa là và những cái khu ấy nó rất là phức tạp. Thì là mình chúng nó thì suốt là ngày chúng nó chỉ coi như là tiếc cái chế độ ngụy quân ngụy quyền ngày xưa, vì là những cái thằng ấy nó chỉ đi gọi là ăn cướp trên cái xương máu của đồng bào, thì chúng nó giàu có thôi, còn những người dân hồi đó thì cực kỳ khổ sở. Thế đấy, các bạn biết cái kênh Diêu Lộc Thị Nghè thì mới cách đây một số năm thì người ta chỉnh trang lại cái đô thị cái khu ấy thì mới đẹp, chứ còn cái năm tức là những khi chưa chỉnh trang chẳng hạn thì các bạn thấy cái khu đó rất là cái khu đấy là những khu ổ chuột của cái và ở Sài Gòn này thực tế là hiện nay cũng còn rất nhiều những khu ổ chuột mà mình cũng đang gọi là tháo gỡ dần dần, nhưng mà vấn đề khó cái là vấn đề đền bù giải tỏa, vì là những cái hộ khẩu những cái người ở đó hiện nay là nói chung là nó quá phức tạp đi. Anh không làm ruộng được, không nuôi trồng thủy sản được, không trồng cây nông nghiệp được. Ruộng ở miền Tây thì bỏ đồng anh nói cho em một phút em đi lấy bình nước nhá. Rồi. Rồi quên lên chào các anh chị trên mạng nhá. Quên đi. Chào cả nhà trên mạng nhá. Bây giờ nói rồi vui quá là quên đi. Bây giờ nói về cái kinh tế trước năm 55, bây giờ mình phải nói như này. Trong chiến tranh thì không có nước nào phát triển kinh tế được, đấy là một điều bất di bất dịch. Đấy rồi, chào lại mình nhá. Trong chiến tranh không đất nước nào nói mình giàu được, nói cho ngoan đến phép. Các bác Việt Nam Cộng Hòa các bác nói tầm bậy thôi. Đấy. Đã gọi là chiến tranh thì bây giờ làm sao có nước nào giàu được, chiến tranh thì sao mà giàu, nói gì mới có quy luật chứ. Bằng nguyên cái chưa? Nguyên tắc về chiến tranh không nước nào bỏ mình giàu được. Bởi vì tập trung con người, tập trung tài sản để nhập vũ khí về đánh nhau. Đó. Tập trung mọi thứ để mọi thứ để phục vụ chiến tranh thì sao mà giàu được. Chứ là mấy anh Việt Nam Cộng Hòa các anh nói không có cơ sở. Là cái lý luận thứ nhất tôi vẫn đưa ra, lý luận thứ hai nữa là về nông nghiệp, về ngư nghiệp, về công nghiệp, về dịch vụ văn hóa du lịch không phát triển được thì làm sao mà giàu được. Dạ. Về miền Tây thì toàn bộ đồng chó ngáp, tức là đồng để hoang có lát và năn mọc chó chạy qua phải ngáp, tức là đồng chó ngáp. Ngày xưa miền Tây gọi đồng chó ngáp, không khai thác được đồng ruộng. Về các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì ban ngày thì các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản. Con người mình không khai thác rừng rú được, không làm rẫy làm ruộng, không trồng cây công nghiệp được. Đó. Còn về biển thì bây giờ, còn về biển thì không ai dám ra biển đánh cá cả. Đó.
về văn hóa xã hội thì các trường đại học không có. Đấy, rồi các trường trung học, rồi các trường phổ thông trung học cơ sở với tiểu học cũng không có đi học sinh học nữa. Thậm chí là ở trong rừng mới học dưới hầm. Đấy, ở thành phố thì trường học thì thiếu, thiếu. Về du lịch thì không ai em đến nước mình du lịch cả thì làm sao gọi là giàu. Đó. Rồi còn về 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 buôn bán thì bây giờ là trước là 75 thì Việt Nam Cộng Hòa chỉ có mấy cái nhà máy làng chàng, gọi là ở Biên Hòa có một nhà máy Vina Cà Phê, một nhà máy đường với một nhà máy Vicasa. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có mấy nhà máy sơn, mấy nhà máy may, mấy nhà máy dệt, có vậy thôi. Về quy mô nó là, Chào về quy chào mô nó Tấn tôi Duy. khẳng định không, về quy mô của nó tôi khẳng định không bằng huyện Trắng Bom bây giờ, khu về khu nghiệp ấy. Vâng. Không bằng huyện Trắng Bom giờ bây giờ đó. Thì các anh các chị ấy là Việt Nam Cộng Hòa làm sao mà ngày xưa là giàu được. Còn chẳng qua là ngày xưa ấy là cái xài một tiền đô, cái xài tiền đô chẳng qua 1 triệu lính Mỹ với lại vợ con ta sang, với lại các nước ta sang là phục vụ chiến tranh, tức là Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, rồi Mỹ, rồi Phi Lập Tân nữa, 5 6 nước ta đổ vợ con đổ lính lác người ta sang đây, ta đưa vợ con ta đưa cái thiết bị chiến tranh qua, ta đưa đô la qua thì nói cùng là sẵn đô la của Mỹ nó phát cho, cứ thế là xài thôi, gọi là giàu thôi, gọi là giàu mượn, giàu trên lưng người Mỹ thôi. Giàu cái gì đó, nói bà Nguyên nghe, mày giàu cái gì? Bây giờ một người lính nó trả được mấy ngàn đô, cứ thế là mua nhập khẩu từ hạt gạo, từ hạt muối, từ hạt mắm, nhập khẩu từ quần xà lón đó, nhập khẩu không thiếu cái gì cả. Để nói các bạn nghe là được Mỹ nó tài trợ tiền, nó trả lương từ lính với vợ con thì sẵn, thế là sẵn đô la mình xài mình gọi là giàu thôi, chứ thực tế là giàu áo thôi. Cái gì mình làm ra, quốc gia mình làm ra thì biết là gọi là giàu chứ. Còn bây giờ ví dụ như giờ ông đi lính cho người ta thì ông làm thuê người ta, ông còn làm còn có lương qua, ông hết làm là ông nhịn luôn chứ làm gì. Cho nên là qua bằng cái bằng chứng tôi nói là năm 73 là Mỹ nó rút về, cái là năm 74 nó rút, nó ngừng viện trợ, cái là toàn bộ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là không hoạt động được luôn đấy. Vâng. Cho nên là mấy vị cứ nói Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là giàu là lý do là vậy, có lý do là người ta phát lương cho mình đi chợ đông gạo ăn thôi, đi chợ mua thịt mua cá về ăn gọi là giàu thôi chứ. Đó, có vậy thôi chứ giàu cái gì, Chính giàu bây Tổng giờ. thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nói điều đó mà. Vâng, giàu bây giờ của quốc gia mình làm ra thì mới gọi là giàu chứ, mọi người dân làm ra mới gọi là giàu chứ. Bây giờ với cái quy luật là vào chiến tranh mà gọi là giàu thì không thể gọi là giàu được. Không có nước nào trên thế giới nhưng mà chiến tranh mấy chục năm mà bảo tôi giàu hơn thời hòa bình ấy. Ngáo đá mới nói vậy thôi. Chẳng qua những người lì việc là những người nói lừa bịp trẻ con, lừa bịp những ông bà già, lừa bịp những người không học mới nói vậy thôi. Giàu có gì? Xin lỗi anh Trung Phạm này, em ngắt lời một tí tí xíu. Bây giờ này, mình cứ nói cái ví dụ cái nền nông nghiệp chẳng hạn. Cái sóng nó yếu, anh nói nó hơi nó bập Khác được ruộng nương thì làm bập bõm, chỗ làm chỗ bỏ, dân thì đi chạy loạn đâu, bập. nửa thì theo giải phóng, nửa thì theo quốc gia. Cho nên là gọi làm sao gọi là giàu được, mấy người ta ảo tưởng nói vậy thôi chứ giàu cái gì. Giàu mà xài sao, sau giải phóng vào cộng sản rồi gánh nợ đến chết đi, trả nợ cho Việt Nam Cộng Hòa mà mấy trăm triệu đô la, sau giải phóng chính quyền giải phóng vào trả nợ cho Việt Nam Cộng Hòa mấy trăm triệu đô la cho Liên Hợp Quốc ấy. Rồi là toàn bộ cái miền Nam này là tan hoang nha, đâu có cái gì đâu đó. Cho nên là cứ cái gì cũng là Mỹ hay, cái gì cũng ngày xưa hay cả, còn hiện tại bây giờ cái gì cũng xấu cả đấy. Nó vậy là mấy ông chống cộng đoàn bây giờ đâu ông có muốn là cái ngày xưa nó đẹp như tranh vẽ, bây giờ cái gì nó xấu, làm gì có cái chuyện đó. Chào Thái Hồng Nhiên nha, chào mọi người, chào Bình Dương. Cho nên là bây giờ chúng ta lên đây là nói chuyện là để cho nhân dân mình hiểu thôi. Bây giờ là họ ảo tưởng, họ quảng cáo vậy thôi, họ nói xấu mình, chứ bây giờ mình thu nhập một năm trên trên bây giờ ví dụ Cái giọng anh nghe nó bập bõm, vâng, rất ra mình xuống nhá, sao anh nó yếu lắm. rất khó nghe như anh Trung Phan. Vâng. Là ở trước năm 1975 hoặc sau năm 1975 một tí xíu nữa thì là ngay cả những cái diện tích lúa và
cái sản lượng của lúa ở cái vùng gọi là vựa lúa của đồng bằng sông sông Cửu Long của mình ấy, thì diện tích thì là hầu như là nó đâu được mở rộng đâu, là hầu như là dựa vào cái tự nhiên hết, mà năng suất lúa thì rất là thấp, mình như là tôi nhớ nó chỉ được một đến hơn 1 tấn 1 hecta thôi đấy. Còn ở ngoài Bắc thì là Thái Bình thì là các bạn nhớ là 5 tấn thóc để có phần đánh Mỹ ấy, là ở Thái Bình này chúng chỉ đạt năng suất là 5 tấn trên hecta. Nhưng bây giờ tôi nói tất cả các bạn năng suất lúa nhá, ví dụ là ở một số tỉnh coi như là, nếu mà tính cả hai vụ ấy, là người ta tính là cứ khoảng gần coi như 20 tấn trên 1 hecta, thì các bạn biết ngay cái năng suất lúa thôi thì đã là cao rồi. Còn lại là bọn chúng cũng nói là ở ngoài Bắc thì là do Liên Xô và Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa coi như cũng viện trợ. Nhưng nói chung là những cái bạn nào ở ngoài Bắc, ví dụ như thời tôi thì tôi cũng hiểu là những cái viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc cho và các nước nước sau chủ nghĩa cho miền Bắc là chủ yếu là những cái gọi là súng đạn hoặc là những cái ấy phục vụ cho chiến tranh thôi. Còn về những về vấn đề coi như lương thực thực phẩm tất cả các thứ thì hầu như ngoài Bắc cũng tự cung tự cấp, mà nói chung là cái lúa gạo ở ngoài Bắc do nhân dân sản xuất ra thì là còn cung cấp ở và cho những bộ đội mà chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Cho nên chúng tôi nói là cái cuộc sống ở ngoài miền Bắc cái thời gian đó là mình cũng phải công nhận là rất là khổ đấy, nhưng mà người ta cũng chú trọng những vấn đề phát triển, những vấn đề công nghiệp rồi. Như các bạn đã biết, ví dụ ở ngoài Bắc có rất nhiều những cái nhà máy lớn mà trước năm 1975 đã có rồi, ví dụ như là nhà máy dệt Nam Định này, khu gang thép Thái Nguyên này, hoặc là xi măng Hải Phòng cũng có trước năm 1975, hoặc là mỏ apatit Lào Cai này, hoặc là cái vùng mà khai thác than ở trên Quảng Ninh ấy, thì những cái ngành công nghiệp nặng và khai khoáng ở ngoài Bắc thì ở trước năm 15 thì nhà nước mình cũng đã chú trọng đến phát triển những những cái ngành kinh tế như thế. Nhưng mà nói chung là cái năng suất và những cái gọi là cái hiệu quả của cái sự ấy thì nó cũng không được lớn cho lắm, và nói chung là những cái chuyện đấy nó cũng phục vụ tất cả cho tiểu tuyến, cũng phục vụ chiến tranh là nhiều. Còn đời sống của nhân dân ngoài ngoài Bắc cái thời đấy chúng tôi công nhận khổ, chúng tôi công nhận là chúng tôi khổ đấy, mà sướng chúng tôi cũng sướng, chứ mình cũng không thể nói là coi như là cuộc sống của chúng tôi ngày xưa là rất là sung sướng hoặc như thế này thế khác đấy. Cho nên là một cái số mà của các bọn chống cực đoan ấy, chúng nó tiếc vì là ngày xưa ví dụ một người mà ví dụ là được cấp thư úy chẳng hạn là đi lính cho bên Việt Nam Cộng Hòa, đi lính cho cái chính quyền ngụy Sài Gòn đó, là được cấp xe này, cấp nhà cấp cửa và đồng lương người ta nuôi được một đống vợ con. Nhưng mà đời sống của nhân dân đấy, ví dụ ở cái như ví dụ ở đây có cô Tài Nguyên ấy ở dưới miền Tây đấy, thì cũng biết là cuộc sống người rất là khổ sở, hoặc là những người lao động bình thường ở Sài Gòn cũng các bạn đều thấy nó có gì khang trang, những khu ổ chuột bây giờ còn đầy ra, mà đến hiện nay coi như là cũng chưa sau 43 năm nay rồi thì cũng đã khắc phục hết được những cái khu ổ chuột đó. Ở cái vùng chưa, tôi ở cái vùng trung tâm Sài Gòn đây, ví dụ là ở cái dọc ở cái trong cái đường mà ví dụ là ở mặt tiền cái đường ví dụ là Cam Mét hoặc là cái Bình Phó Thị Chính thì cảm thấy nhà cửa to, nhưng mà các bạn đi sâu vào trong cái trong đấy thì nhà cửa ngoằn nghèo. Tôi đi một hai lần vào trong đấy rồi thì xe cộ là ở trong đấy người ta cũng sống, cũng tôi gọi là cái khu đấy khu ổ chuột được đấy. Cho nên là các bạn đừng ví dụ là đừng đưa cái chụp hình ở đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi hoặc chỗ bưu điện chẳng hạn, các bạn đưa ra cái chuyện đấy là nó là cái phù phiếm bên ngoài thôi, mà cái những cái tòa nhà to như thế thì do Pháp xây dựng đấy. Mà cái câu nói là hòn ngọc viễn đông đấy là do Pháp người ta gọi thôi, tức là ở cuối thế 19 thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 người ta gọi là cái hòn ngọc viễn đông thôi. Rồi Bình Dương ok đi, em xem là em hiện nay chưa có camera thì anh riêng về cái chi phí chiến tranh, tức là súng đạn nọ kia tất cả thứ là có năm lên tới 28 tỷ US. Mà ví dụ như cái riêng cái vỏ đạn ấy, đồng
tức là cái vỏ đạn thì vỏ đạn toàn làm bằng đồng thôi, thì cho Việt Nam Cộng Hòa nếu mà sử dụng được cái tức là phải xây dựng được 8 nhà máy cán đồng đấy, rất là lớn. Vâng, xin chào anh Trần Ngô ạ. Nay anh Trần Ngô có gì lên chia sẻ một tí anh Trần Ngô ơi, lần đầu tiên mà đất nước có muốn phát triển hay không là mình phải dựa vào cái nội lực của cái nền kinh tế của cái nước đó, chứ mình không thể nói là ví dụ như sự viện trợ không hoàn lại nào kia thì đâu phải là nội lực. Ví dụ như Việt Nam mình hiện nay ấy, là năm 2017 nó đạt được coi như là hai, tức là cái bình quân đầu người đạt được 2.650 US một người, thì đấy là cái nội lực của Việt Nam đấy. Thế mới gọi là nội lực, chứ bây giờ coi như là ví dụ Việt Nam có một cái sự vụ gì đấy và tất cả là đều là ví dụ do nước ngoài viện trợ vào để nhằm mục đích của cái nước đó, thì đấy đâu gọi là cái nội lực. Cái sự phát triển của một cái đất nước thì chủ yếu là mình phải tính cái nội lực của cái nước đó như thế nào thôi. Vâng, muốn mời anh Lợi Minh ạ.